Không ai muốn bỏ lỡ ngày trọng đại của con hay cơ hội bắt được banh. Không ai muốn bỏ lỡ những giây phút vui vẻ và lần đầu tiên được bồng cháu. Vì truy tầm sớm để sống lâu không chỉ vì ung thư. Nếu quý vị từ 21 tuổi trở lên, truy tầm ung thư cổ tử cung là việc nên làm. Vì nếu phát hiện sớm, cơ hội chữa khỏi bệnh ung thư sẽ cao hơn nhiều. Gọi cho bác sĩ hoặc các thành viên, xin gọi Cal Optima Health ngay. Quận Cam, hãy truy tầm sớm.